vợ, đi nhát vợ. Đi nhát vợ. Thằng này chơi hát ta, đi nhát vợ ta. Phiêu lưu đất bạc xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay mình với thằng bạn của mình đi thăm lập gắn các bạn ơi. Bữa nay đổi nghề rồi. Đó, nó ngoài sao kìa các bạn. Đi ra. Ki. Ki cha mày. Ki. Trời. Đủ má còn con chuột nữa. Ghê quá. Ghê quá. Trời, văng cái sóc trăng nó xuống nó đặt nát. Sao? Đó giờ đâu tôi đâu thấy. Chết mẹ con chuột. Chuột chưa chết hả? Chuột chưa chết. Ghê không? Ghê chuột à. Chuột này hay vậy đó. Con này đủ với nó kẹt đầu hổng gài nè, cái mình nó con dồi nó đóng luôn cái gì vậy? Con gì con rắn hay là con chuột nó bị. Ở chút nó không gà sao? Nó bò không hết nổi luôn cái gì rồi. Con này đủ với cái mơ thăm trễ bữa nó chết luôn. Kẹt đầu thấy chưa? Ghê quá. Đầu nè. Con này vô lâu rồi. Con này khờn mình hết trơn này thấy không? Đủ với nó tao dòm tao tưởng nó chết không rồi nè. Nè. Dồi nó đóng cái này. Kêu mẹ đi, về đủ như quăng cho mấy thằng lái chết thì mấy thằng lái lạnh. Nó không cắn sao? Không, hành đâu cắn. Con này đâu cắn à. Nè, không cắn đâu, tao bắt cho cắn. Thôi bỏ đi. Tao bắt con kia cho cắn. Con gì? Con ngựa hả? Ờ, con ngựa cắn. Ui. Mà nó cắn có độc. Nó dữ vậy thôi, nó khè vậy. Con ngựa. Làm bộ thả ra rượt dí, ba thằng rượt dí. Thôi mẹ. Hậu hán. Hậu hán có ông Minh Phụng đó. Sư phụ nữa đó. Còn lại chả không chết. Dạ xuống tới dưới này luôn đó. Ủa, ông có xuống nữa hả? Xuống tới Cà Mau luôn em, bữa đó là đặt với đụng đầu không đây. Trời, giữ tao mẹ, giữ trời vậy. Thầy mà. Em nói chung là em chạy ổng rồi đó. Nhờ ổng không muốn bỏ nghề đó. Ổng đặt với đủ với người ta đặt theo á. Các bạn ơi, con rắn chết luôn rồi, thúi quắc luôn rồi các bạn ơi. Xui quá. Trời ơi. Tức quá à. Con nó con gì? Cái mày chăm xăng nữa. Mỗi lần thằng Kha nó dính được con rắn hay là con gì đó là nó phải uống nước cái nó mới chịu. Mà thấy mẹ luôn. Con rắn quá dữ. Rắn gì đây? Con hành. Con hành hả? Con này chắc con nửa ký à. Con này nó ăn hành à. Nó ăn hành phi. Chứ không phải ăn hành sống vậy á. Ăn thêm tỏi luôn à. Nó ăn hành phi. Ăn thêm tỏi luôn, cho thêm miếng ớt nè. Tùy. Miếng xả, miếng bột ngọt. Đã quá. Chút cái đầu ra trước hả? Chắc mày quên rút chìa khóa xe. Gì? Chìa khóa xe. Không sao đâu, ngồi sát lên đây. Ôi. Cái đuôi kìa. Ghê quá. Chơi hả nghe? Chơi hụ cha. Nè. Thôi. Nguy hiểm quá. Cục cưng đó mày, má nó mập. Khùng ơi. Trời. Thôi bắt cái đầu rồi. Cầm em không sao, nó không cắn. Hiền chứ gì. Cái đầu không cắn. Wow, đây nè các bạn. Ghê quá. Cái đầu nè. Đã quá. Rồi sao bỏ vô nó quắn ai đâu. Rồi buông ra, thả lỏng tay ra. Rồi rồi đó. Thấy chạy thằng này. Rồi buông. Rồi. Ồ, quậy thu nghèo. Bà con cô bác ơi. Sao cái da con rắn nó đã quá vậy? Nó bóng lưỡng này phải không? Ừ, mềm xe quá. Nó thịt đó. Đã quá. Cái này là rắn. Trời, má giờ tao sợ xe dữ lắm rồi. Mắt lọt kiến giờ đủ như muốn bỏ nghề luôn. Má cái đó đơn giản gì mà dính. Nhưng mà ui hồi quá. Sao ta? Được nhiêu à? Này có 5-6 kg vậy à. Ừ, phỏng đủ chừng 3 kg luôn. Ê, con gì mà nó khẹo quá vậy? Con hổ heo đó. Ê, cái da con này là con gì?
con hổ heo đó. Bự vậy hả? Ừ. Tao nói nó bự đó mà không biết tình. Đù. Ngon nha, ngon nha. Ngán hổ ngựa nha, hổ ngựa phải không? Ừ, hổ ngựa thì nó vàng. Nhỏ xíu vậy. Anh Tý nè, anh Tý ở hôm đây nè các bạn. Gà bẫy rắn bằng anh Tý nha. Chỉ rồi. Đâu hả? Thế là xong. Còn cái nào nữa không? Không. Cái một duy nhất luôn à. Thêm cái nữa. Mày thấy sợ chưa? Tao lấy con câu là tao nhét vợ ra chơi. Đâu anh Phật Lan bắt thử đây. Cho. Phá rưỡi. Chuyện bình thường thôi. Con này chết mẹ nó gì vậy? Còn mà. Còn. Chết gì bữa nãy mà đụng con thợ kìa, con hổ hành nó ú nu kìa. Con không... nó đảo quá vậy. Con này nó mày cầm nè. Nó hiền con mà nó có cắn rồi. Cái sáng không cắn mà đúng không? Không, nó không cắn. Con này tối sáng thì nó không cắn. Bữa hổm tao thấy con cái đầu cầu mà tao không dám đụng. Con này vô gắn nhất này. Hai chuột ở trong bụng nè. Con rất là kêu hết con vậy. Kêu đang cắn nữa. Con hành. Kêu người đó cho nó bắt cái đầu nè. Thôi, con chuồng ra đây heo. Đi đi nhắc vợ, đi nhắc vợ. Đi nhắc vợ. Thằng này chơi ác ta, đi nhắc vợ ta. Đi rồi. Chơi ác rồi, lấy gắn nhắc vợ rồi. Con nó đừ rồi. Con nó đã bị dồi vậy á. Cái con này là nó vô cái nhà. Con nữa nó chết không rồi mà đổ mình nó khô chứ. Mắt dễ chưa thấy đâu. Con này sao nó nhập mình á. Không, con nó không, con này sợ, con này nó tính này. Nè, bỏ vô. Con này ú dữ à. Con này vô gắn nhất à. Gắn nhất con này có nửa ký hả, nó nhỏ. Gắn nhất là con gì như tiền? Dạ, con ký. Ký thì như tiền? 320. Tùy lợi. Con gắn con ơi. Ký luôn nghe, con ký luôn, con ký đổ lên là con 500, 600 vậy. Bán con rồi. Con ký nghe, chứ con nhỏ nhỏ không. Bảo hành một ký bây giờ nó dính con tay cái đồ hai á.